Bác Tùng tự nhiên về quê lủi thủi một mình, lại còn tính cái chuyện hiến đất nữa. Nhưng mà không nghĩ là cái thằng Bách nó lại sống tệ đến như vậy. Cái đồ con cái bất hiếu, em phải gọi điện mắng cho nó một trận. Thôi chú cứ bình tĩnh. Bây giờ việc cần nhất là cái tinh thần của ông Tùng phải ổn định để còn lo tĩnh dưỡng. Còn sau này nếu mà về quê thì đã có anh em, còn ở trên này thì đã có chúng tôi, không lo nhá. Bác Tùng có những người bạn như các bác quả là quý hóa quá. Vâng. Chúng em không biết phải cảm ơn như thế nào cho nó phải ạ. Chúng tôi với ông Tùng là chơi với nhau từ hồi còn thanh niên cơ, cho nên là quý hóa nhau coi như anh em ruột. Dạ. Chúng tôi nương tựa, giúp đỡ nhau bao nhiêu năm. Bây giờ chú lại nói lời cảm ơn thì khách sáo quá. Bác biết rồi. Liệu mẹ có cố qua được đêm nay không hả con? Nín đi, đừng khóc nữa cháu. Còn nhiều việc phải lo lắng. Thế nhá, có việc gì gọi ngay cho các bác biết. Có chuyện gì à? Thế nào các bà nào? Ơi, thằng Hảo vừa gọi điện, nói là mẹ nó yếu lắm rồi. Bác sĩ nói là bà Hoa khó qua được đêm nay. Chúng tôi phải về ngay ông ạ. May ra còn nhìn thấy bà ấy lần cuối. Thương bà Hoa quá. Lực bất tòng tâm. Chúng tôi về đây. Ông nhớ giữ tinh thần lạc quan, chăm sóc sức khỏe cho tốt, rồi còn lên chơi với chúng tôi chứ. Cảm ơn các bà. Những lúc như thế này, có mấy người bạn già bên cạnh cũng ấm lòng. Ông đã làm hết trách nhiệm của một người cha rồi. Ông đừng suy nghĩ gì nữa. Giờ ông phải lo cho bản thân mình.